Mèo cực kỳ thích ngủ và ngủ rất nhiều. Tuy nhiên, nếu mèo ngủ quá lại nhiều có thể là dấu hiệu của một số bệnh. Hãy cùng chúng tôi xem hết video này để biết mỗi ngày mèo ngủ bao nhiêu là vừa phải nhé. Mèo ngủ bao nhiêu tiếng mỗi ngày? Ở mỗi độ tuổi, mèo sẽ có những nhu cầu khác nhau về thời gian ngủ. Mèo sơ sinh dưới 2 tháng tuổi ngủ rất nhiều, thường là từ 20 đến 22 tiếng mỗi ngày và chỉ thức dậy khi cảm thấy đói bụng. Từ 2 tháng tuổi đến dưới 1,5 tuổi thì thời gian ngủ sẽ ít lại, các bé mèo sẽ hoạt động, đùa giỡn nhiều hơn và sẽ ngủ khoảng 16 đến 18 tiếng mỗi ngày. Mèo trưởng thành trên 1 tuổi có giấc ngủ lý tưởng là từ 14 đến 16 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, tùy thuộc vào môi trường sống khác nhau, đặc tính sinh học khác nhau thì thời gian ngủ này cũng sẽ thay đổi. Một bé mèo trưởng thành đang tới kỳ động dục có xu hướng ngủ ít so với bình thường, hoặc có những bé mèo rất năng động, chúng dành thời gian để vui chơi nhiều hơn là ngủ. Mèo lớn từ 7 tuổi trở lên thường ngủ nhiều hơn so với lúc trước, ở độ tuổi này mèo trở nên lười hoạt động, chậm chạp và ngủ khoảng 18 tiếng mỗi ngày. Vậy tại sao mèo ngủ nhiều hơn bình thường? Mèo có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi bất cứ khi nào. Giấc ngủ của mèo sẽ không kéo liền mạch dài mà ngắt quãng, tùy thuộc vào sự yên tĩnh của không gian hay khi mèo cảm thấy đói bụng, muốn thức dậy hoạt động. Mèo ngủ nhiều đơn giản là do chúng cảm thấy không có việc gì tốt hơn để làm và cũng không cần điều tiết cơ thể, nên bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi thì mèo đều nằm xuống ngủ. Vậy mèo ngủ nhiều có sao không? Mèo ngủ nhiều từ 18 tiếng mỗi ngày là đều bình thường tuy nhiên nếu mèo tự nhiên ngủ nhiều một cách bất thường hoặc kèm với các biểu hiện khác lạ thì các sen cần chú ý tìm hiểu các nguyên nhân mèo ngủ nhiều bất thường do mèo cảm thấy không khỏe mèo bị mệt kiệt sức do bị bệnh hoặc mèo đang bị thương nếu mèo đang sinh hoạt bình thường bỗng trở nên yên tĩnh nằm bẹp một chỗ và ngủ nhiều trong vài ngày liên tục mà không có dấu hiệu vui vẻ hay hoạt động trở lại kèm với mèo bỏ ăn, ăn ít hơn thì rất có thể bé mèo đang có vấn đề về sức khỏe. Lúc này bạn nên kiểm tra toàn bộ cơ thể của mèo xem có mèo có vết thương hở, vết bầm hay dấu hiệu nào bất thường không. Sau đó nên đưa bé mèo đến phòng khám thú y để bác sĩ kiểm tra và chẩn đoán. Một lý do khác mà ít người nhận ra chính là mèo có thể đang bị stress. Các thay đổi trong môi trường sống như chuyển chỗ ở, thay đổi đệm ngủ, thay đổi đồ ăn, mèo bị tấn công dẫn đến hoảng loạn, chính là nguyên nhân làm cho mèo bị ảnh hưởng tâm lý, trở nên buồn bã và ngủ nhiều hơn bình thường. Trong trường hợp này, thường mèo sẽ mất khoảng 2-3 tuần để làm quen với các thay đổi, nhưng bạn cần lưu ý hãy quan tâm đến chúng nhiều hơn, vuốt ve, mua đồ chơi thêm cho mèo và nên hạn chế tối đa các thay đổi lớn trong sinh hoạt. Ngoài ra, các dấu hiệu mèo ngủ nhiều bất thường khác, bạn cần theo dõi và hỏi ý kiến bác sĩ thú y nếu thấy tình trạng kéo dài khoảng một tuần như mèo vẫn ngủ nhiều dù có thêm đồ ăn đồ chơi, khó đánh thức hoặc đột nhiên trở nên hoảng sợ và hung dữ hơn. Cách tạo thói quen tốt cho mèo, bạn cảm thấy rất khó chịu khi bé mèo của mình có thói quen ngủ ngày cầy đêm, ban đêm phá phách và kêu gào khắp nơi hoặc tìm đến bạn để làm phiền. Một thói quen ăn ngủ hợp lý chính là để hạn chế tình trạng này và cũng giúp tốt cho sức khỏe của mèo cũng như chúng ta. Hãy tham khảo các thói quen sau sẽ giúp chúng có một lịch trình ăn ngủ khoa học hơn. Cố định thời gian các bữa ăn của mèo và bữa tối nên cho ăn sớm, trước giờ đi ngủ khoảng 4 tiếng. Mèo sẽ thức dậy và làm phiền bạn nếu bị đói bụng với những bé mèo tăng động hãy cho chúng đồ chơi bởi nếu không được hoạt động đủ vào ban ngày thì ban đêm nó sẽ đi tìm bạn để chơi cùng trong nhà nên cho mèo một vị trí riêng cố định để ngủ không nên thay đổi chỗ ngủ của mèo thường xuyên khi mèo ngủ hãy để chúng yên đừng làm phiền trêu chọc hay cố gắng đánh thức khi chúng đang ngủ mèo rất thính ngủ thông thường chỉ một cử động nhỏ của bạn cũng sẽ làm mèo giật mình và tỉnh giấc điều thú vị về giấc ngủ của mèo là khi ngủ rất say hai mắt của chúng sẽ mở he hé trợn ngược bạn lay like hay gọi lớn tiếng cũng không dậy chúng cũng ngủ mớ làm những hành động kỳ lạ ngay khi đang ngủ ví dụ như nhai chóp chép đưa tay lên cỏ mặt cào cào vào không khí trông vừa buồn cười lại đáng yêu điều này là hết sức bình thường khi chúng đang ngủ quá say hoặc đang mơ thấy một điều gì đó video đến đây là hết rồi mèo nhà bạn có ngủ như heo không hãy để lại bình luận cho chúng tôi nhé nếu thấy video này hữu ích đừng quên ấn like subscribe để ủng hộ chúng tôi nhé chúc bạn một ngày tốt lành